Xin kính chào tất cả các bác và các anh em. Em cũng nói luôn, bác nào kinh phí gọi là eo hẹp hoặc các bạn sinh viên đấy, muốn mua bộ dàn và với chất âm hay đấy, và chơi cả CD, cả MD, cả đài FM nữa, mà lại có cả chỉnh bát chép nữa, thì các bác xem clip này giúp em nhé. Đây là một dàn rất đáng chơi ở cái phân khúc gọi là bình dân để cho anh em chơi nhá. Đấy, và hơn nữa thì bộ dàn này hình thức của nó lại không được đẹp xuất sắc, cho nên giá nó đã rẻ, nó lại càng rẻ nữa cho các bác chơi các bác nhá. Đấy, so với chất âm thì nó có phải nói là vượt trội luôn. Đây là bộ dàn Victor Q10. Đấy, với tình trạng là CD chơi ok, MD chơi ok, FM full 108, TV, điện thoại, máy tính hoặc kết nối Bluetooth qua cổng 3.5 các bác nhá. Đấy, các chức năng em vừa mới liệt kê đều hoạt động ok với dàn này. Và dàn hơn nữa còn hỗ trợ chỉnh bát, check, su bát nếu như anh em mua thêm remote các bác nhá. Đấy. Và bộ dàn này thì Trung Kiên Audio giao lưu với giá cực rẻ, chỉ 900.000 đồng thôi. Vâng, các bác không ghi nhầm nhé, 900.000 đồng thôi các bác nhá. Đấy, là các bác sở hữu bộ dàn này rồi. Bây giờ thì em xin phép test các chức năng hoạt động của sản phẩm này cho anh em mình cùng xem luôn. Dàn này thì khẳng định với các bác ạ, bát lực chiếc sáng chất âm hay cho anh em. Mỗi cái là hình thức của nó không được đẹp lắm thôi. Đây như AUX nhá, AUX là kết nối với cả điện thoại đây. Em đang kết nối với cả điện thoại iPhone qua cổng kết nối Bluetooth ngoài. Em chuyển sang test đài FM. FM này chúng ta sẽ dò sóng ở nút này nhá. Ai nút có chữ mũi tên, có hình mũi tên này. Chúng ta sẽ dò sóng FM. Đấy. Dàn này có thể đổi màu màn hình tùy biến nhá, màu gì cũng có luôn. Anh em chỉ cần một thao tác vuốt cái nóc ở trên này đấy. Mỗi lần vuốt là mỗi lần nó chuyển màu. Tí nữa em đang dò nó chưa vuốt, nó chưa nhận. Vuốt cái này là nó sẽ chuyển màu luôn đó nhá. Nó có cái phím cảm ứng ở trên nóc. Màu bảy sắc cầu vồng có xanh, đỏ, tím, vàng đều có hết nhá. Đây em đang dò sóng của cái đài. Anh em bắt đài thì kiếm một đoạn dây điện để cắm vào cái trục anten ở phía sau ấy để mình làm anten. Tí nữa thì sẽ chỉ cho các bác cái chỗ để anh em cắm nhá. Hoặc nếu như anh em mua thêm anten thì càng tốt. Đấy, nhưng mà cũng không nhất thiết phải mua anten làm gì cả, tốn kém. Nó qua mất rồi. Đây nha, sóng 100 nhá. Chúng tôi sẽ tổ chức các con khảo sát một lần. Đây là cái em đang nhá. Các con sẽ tham gia vào kỳ thi trung học. Em ok nhá, em chuyển sang test đĩa CD luôn các bác nhá, cho nó đỡ mất thời gian. Hơi mất thời gian mà cái món FM đấy, quên mất không để sẵn cái sóng đấy. Đấy. Đây các bác nhá, các bạn vuốt cái nút ở trên nó. What's up? Đây đĩa CD nhá. 2008-9 intermediate. Chuyển sang đĩa MD này. Chúng ta chỉ cần vuốt này nó đổi màn hình rồi đấy, đổi màu luôn này. Anh em thấy chưa? Mỗi lần vuốt là mình đổi. MD ok nhá. Chỉ ở chỗ điện thoại này. Đây. Rồi bây giờ em sẽ quay cái bộ dàn nhá. Đây nhá, cái nút vuốt này vừa nói là nút này nhá. Vuốt được cái này là nó sẽ đổi màu màn hình này. Hoặc anh em có thể ấn vào nút close này cũng đổi màu màn hình này. Đấy, CD chơi đây, MD ấn vào đây. AUX ấn vào đây nhá, hoặc FM ấn vào đây nhá. Đây là FM trên AM trên AUX ấn nút này nhá. Dò sóng ở đây. Đấy, tắt bật nguồn ở đây. Và volume ở đây. Đấy, đơn giản lắm các bác nhá. Rất đơn giản. Đấy, và như em vừa nói lúc nãy thì cái vấn đề về FM ở đây, chúng ta sẽ cắm một đoạn dây điện vào đây. Để mình làm cái anten. Có cái anten làm cắm đoạn dây điện đây nhá. Thì chúng ta sẽ xuôi sóng FM nó rất là khỏe này. Đấy, còn dây loa thì đấu đúng nguyên tắc cho em, dây đen và màu đen, dây đỏ và màu đỏ đây, đúng màu đúng nguyên tắc nha. Đây đấy, đen và đen, đỏ và đỏ. Còn dây kết nối với điện thoại thì các bác sẽ cắm vào chỗ vị trí nó ghi là AUX này nhá. Đây cắm vị trí ghi là AUX này nhá. Và đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào cái Bluetooth như này, hoặc anh em cắm thẳng điện thoại anh em cũng được nhá. Đấy, đấy là cái cách đấu nối. Em sẽ quay hình thức tổng thể của sản phẩm cho anh em mình cùng xem luôn. Đây là phía sau đít của loa và âm ly. Rồi sẽ quay từ góc cạnh nhá. Đây cạnh của loa này, nóc trên của loa này, đây là nóc trên này. Đừng nói câu ân tình, cứ mãi tồn thờ để tình vỗ cánh bay thôi. Dàn này khẳng định chất âm hay luôn các bác nhá. Giá tiền thì rất là rẻ, 900.000 đồng một bộ dàn bãi thôi, quá rẻ rồi. Đỏ ăn buồn nào tan qua không sâu đắng. Dưới căng đây nhé, dưới căng thì rất là mới luôn, mới sạch sẽ đẹp luôn. Đấy. Rồi bác nào yêu thích bộ này thì các bác liên hệ với em qua số Zalo 0975 575 262 các bác nhá. 900.000 đồng các bác chuyển khoản đủ, em bao phí ship toàn quốc. Các bác chuyển khoản cọc thì tiền phí ship các bác giả với nhân viên giao hàng. Phí ship con này khoảng độ 70.000 đồng các bác nhé, khoảng đấy. Đấy, bao ship toàn quốc cho các đoàn chuyển khoản đủ nhá, anh em nhé. Chuyển cọc thì em không bao ship. Cọc thì các bác cọc trước em 300 nhá. Đấy. Và giá em bán thì chưa có phụ kiện. Nếu như bác nào mới tập chơi hàng bãi mà chưa có đổi nguồn hay dây rắc hay là Bluetooth thì các bác mua thêm nhá.
Đấy, tất cả các phụ kiện đấy bên em đều phục vụ các bác nếu như các bác có nhu cầu. Bên em đều sẵn cả các bác nhá. Còn giá nêu 900.000 là giá dàn thôi. Đấy, các bác liên hệ với Zalo để chốt hàng. Bây giờ xin mời anh em cùng nghe chất âm của một sản phẩm này. Quá ta mới hiểu đời lọc lừa điêu hoa, xem tình như trò chơi. Bát hay làm chắc người sáng. Là đi em còn hơn mãi đau hoài, gian díu được gì chỉ làm khổ nhau người ơi. Tiếng này của nó rất là hay luôn, chơi của nó vượt tầm giá luôn các bác nhé. Tiếng rất hay. Rồi em xin phép được kết thúc video tại đây, các bác chốt hàng liên hệ với Zalo nhé, 0975 575262.